Sáng ngày 15 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi cán bộ đoàn viên công chức viên chức người lao động thành phố lần thứ tư năm 2022. Sự động viên giải có các đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2022. Tham gia giải có 16 đội với 200 vận động viên đến từ 18 công đoàn cơ sở khối xã phường, khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Hoạt động được tổ chức nhằm động viên cán bộ đoàn viên công chức viên chức người lao động rèn luyện sức khỏe, ý thức tác phong công nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai chủ đề công tác năm của tổ chức công đoàn, chăm lo việc làm đời sống người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 17 công đoàn thành phố Uông Bí, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tại địa phương.